xuân đến rồi, chúc cho muôn nơi nhà nhà yên vui, tiếng pháo giao thừa rực rỡ khắp trời, mong một năm nay thật là bình an. Cành nồi bánh trưng xanh quây quần bên nhau cùng chúc. Chào các bạn. Cũng không còn bao nhiêu thời gian nữa là đã đến Tết rồi, thì cái mùa Tết là thì chúng ta muốn trang trí cho gia đình và những người thân yêu chúng ta những cái món quà và trang trí những cái bàn thờ, bàn tiệc cho nó tươm tất hơn. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn cách làm một cái tháp nước để làm để trưng hoặc làm quà tặng biếu cho người thân, bạn bè, đồng nghiệp vân vân ha. Một cái tháp nước rất đơn giản. Hôm nay mình sẽ làm cái tháp nước là tông đỏ. Thì cái nguyên liệu mình sẽ chia sẻ trong clip các, và bây giờ mình mời các bạn thực hiện với mình. Để làm cái tháp nước thì nguyên liệu ở đây mình dùng là nước là Coca-Cola. Bữa nay mình làm tông đỏ nha. Coca-Cola. Một cái bộ phụ kiện đi kèm theo nè, thì gồm có hoa và lá. Đây. Và một cái đế ha, đế này là đế để mình làm nè. Súng bắn keo là không thể thiếu nha các bạn, súng bắn keo và keo. Trước tiên thì mình sẽ cho cái coca này qua một bên ha. Chúng ta sẽ dán lon trước nha. Thì ở đây nè, các bạn đo cái vị trí của những cái lon nè. Nếu mà chưa quen á thì các bạn đo như vậy ha, 5 lon. Cái đầu tiên là sẽ là dùng 5 lon nha. Để cho ở giữa có một khoảng trống nè, đừng có khích đi gì quá ha, cho nó hở ra một xíu. Khi chúng ta trồng thêm 3 cái lon kia lên á, chúng ta trồng cái 3 cái lon kia lên là nó sẽ không có bị tuột ha. Gắn cái keo xung quanh cái lon. Rồi chúng ta sẽ bỏ xuống cái chỗ cái vị trí lúc hồi nãy. Đó. Tiếp theo, ở đây nè, các bạn sợ nó rớt á thì các bạn nhớ bắn keo xung quanh cái thân cái này là một đường nha. Cái này thì mình đã dán xích khích nhau rồi, mình không có cần bắn như vậy. Cứ ngắt luôn các bạn nè, cứ ngắt rồi, phải không? Tiếp theo ta sẽ dùng thêm 3 lon nữa. Thì cũng nếu các bạn không đo lon được thì các bạn có thể cắt một miếng giấy vòng tròn, các bạn bỏ ở giữa rồi các bạn bỏ lên thì nó cũng dễ bỏ thôi ha. Ở đây á, các bạn sợ rớt thì các bạn có thể định hình một cái đường keo thẳng xuống như vậy nè, là nó sẽ chắc ha. Đây thì mình làm nó khít nhau nên không có sợ. Quay phía sau nè. Nói chung dán cái đế keo này nhiều thì ở trên mình không có sợ ngã đâu các bạn, nên không có cần mà phải là dán keo xung quanh bên cái hồng này đi. Nó dư keo đó nó sẽ xấu ha. Rồi. Dán xong là nó khô liền đó các bạn. Dùng thêm một lon nữa để lên cao. Rất là chắc rồi nè các bạn, nó đã khô rồi đó, mình rung lay nó cũng không rớt ra nữa. Tiếp theo thì mình sẽ dán hoa. Thì mình sẽ dùng một cái hoa to nè. Các bạn chích keo vào đây. Rồi sau đó các bạn cho vào cái chục trống này nè. Cho cái hoa nằm xuống chỗ cái đế luôn. Đó. Tiếp theo nữa thì mình sẽ dùng thêm một cái hoa nữa vào chỗ góc đế này luôn nha. Cho ngay ở giữa này luôn. Chúng ta làm hai cái hoa trước nha. Thì mình sẽ cho hai cái cành trái này nè. Rồi các bạn cho vào bên phải và bên trái nha. Sau đó thì chúng ta chích vào cái trái này một xíu nè, chích vào cái trái hoặc chích vào cái lon cũng được. Để cho nó dính nè. Rồi làm cái phần còn lại y chang bên kia luôn. Rồi tiếp theo thì cái bông nhỏ nè, các bạn sẽ gắn vào. Ở đây cái bông nhỏ nè, các bạn gắn vào ngay giữa này luôn ha.
Rồi, gắn thêm cái cành này vào nữa. Để dán cái cành này vào. Vậy là chúng ta đã có một cái tháp nước rất là đơn giản nha các bạn. Để ngày trưng ngày Tết hoặc làm quà biếu đều được ha. Clip của chúng ta đến đây đã hết rồi. Chúc các bạn thành công. Chào và hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.